Tối ngày 2 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng đã tổ chức cũng như trao giải cho các danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2017. Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VFF và ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành khác. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Đinh Thanh Trung được vinh danh ở hạng mục cao nhất của quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 với 498 điểm. Đây là một kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, bởi tiền vệ 29 tuổi này là ứng cử viên số 1 sau một mùa giải thành công, cùng chức vô địch V-League 2017 với câu lạc bộ Quảng Nam. Vua phá lưới V-League 2017 là tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng nhận được giải thưởng quả bóng bạc. Quang Hải, ngôi sao trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã nhận giải thưởng quả bóng đồng. Ở hạng mục quả bóng vàng của nữ, Đặng Thị Kiều Trinh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như để giành giải thưởng cao quý này. Phùng Trọng Luân đã đánh bại những người đồng đội trong màu áo Thái Sơn Nam là Phạm Đức Hòa và Trần Văn Vũ để giành quả bóng vàng Futsal. Hai cái tên còn lại cũng là những người lần lượt đạt quả bóng bạc và quả bóng đồng. Em xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam, cũng như là các đồng chí lãnh đạo và tập thể câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam đã giúp đỡ em trong suốt một cái thời gian rất là dài, và để được có ngày hôm nay thì em xin cảm ơn tất cả những đồng đội của em. Lời nói cuối cùng, em xin cảm ơn tất cả khán giả đã luôn ủng hộ một cá nhân em cũng như là ủng hộ đội tuyển quốc gia Việt Nam, và em hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và bóng đá nước nhà để đấy là cái nguồn động lực cho cá nhân em cũng như tất cả các cầu thủ cùng hiến cho bóng đá nước nhà. Em không cảm thấy body mà cảm xúc nó tăng nhiều hơn vì Trinh càng ngày càng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng vẫn còn có thể cạnh tranh với lứa đàn em. Dạ, bí quyết là Trinh có được một người thầy, đó là chị Nguyễn Thị Kim Hồng, luôn sát cánh với Trinh từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Và khi mình lớn tuổi rồi thì mình sẽ có một cái chế độ tập luyện khác, chứ không thể nào tập như các em trẻ.